chào cả nhà. Hiện tại là Nhân đang đứng tại tượng đài liệt sĩ ngã ba Rồng. Thì bây giờ Nhân sẽ chỉ cho tất cả mọi khách hàng, những khách hàng mà chưa biết cái khu cát tường của sinh đó, thì hôm nay Nhân sẽ chỉ đường, hướng dẫn một cách cặn kẽ nhất để cho người khách hàng mình xuống dưới có thể tham quan hoặc là mua nhà, mua đất ý phú sinh. Thì hiện tại Nhân định lọc nón, lọc áo ra để quay cho lịch sự, nhưng mà thật sự nó quá nắng, nắng một cái và nó là kinh khủng khiếp luôn nha mọi người. Ở đây em anh quay vô cái màn hình để cho người ta xem. Rồi hiện tại thì Nhân đang đứng tại ngã ba Rồng nha cả nhà. Thì bây giờ Nhân sẽ chỉ sơ cho cả nhà mình, nếu như ai chưa biết đường đi xuống Phú Sinh, thì nếu như mình đi xuống đây thì nó có 3 đường đi. Thì mình sẽ lấy cái cột mốc từ quốc lộ 1A. Nếu như mình ở bên quận 6 hoặc là Bình Tân thì mình có thể là chạy tới cái quốc lộ 1A, thì bên tay trái mình có đường số 7 khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Thì tới đây thì cả nhà mình sẽ rẽ bên tay trái ha. Mình chạy vào đây thì mình chạy hết đường Thới Hòa, đường số 7 tới đường Thới Hòa. Hết đường Thới Hòa mình sẽ gặp đường Quách Điêu. Thì tới Quách Điêu này cả nhà mình rẽ bên tay phải, mình sẽ chạy thẳng một đường thôi, thì nó rơi vào tầm khoảng 4 cây số, 4 km, mình sẽ tới ngã ba Rồng. Hoặc là một điểm nữa thì cả nhà mình sẽ đi từ quốc lộ 1A chỗ ngã tư Bà Điểm. Đây ngã tư Bà Điểm thì mình chạy thẳng đường Phan Văn Hớn, mình sẽ đi hết đường Phan Văn Hớn, mình lại tiếp tục gặp ngã ba Rồng hoặc là một cái con đường tiếp theo là cả nhà mình sẽ đi đường quốc lộ 1A này, mình tới cầu vượt An Sương thì mình bên Trường Chinh thì mình đâm thẳng qua cây cầu, hoặc là mình đi quốc lộ 1A ở cái hướng bên Bình Dương hoặc là Gò Vấp qua đó, thì tới cái cầu vượt đó mình đừng lên cầu mà mình chạy ở dưới dốc cầu đó, mình rẽ tay phải là đường quốc lộ 22. Mình chạy thẳng quốc lộ 22 nó khoảng 4 km là mình sẽ gặp một cái ngã tư lớn gọi là ngã tư Hóc Môn. Thì bên tay phải mình đi đường Lý Thường Kiệt đi vào thị trấn Hóc Môn, còn bên tay trái của mình là đường Nguyễn Văn Bứa. Mình đi từ quốc lộ 2 mình chạy vào khoảng 4 km, mình lại tiếp tục ngã ba Rồng. Thì từ ngã ba Rồng này cả nhà mình sẽ đi thẳng đường Nguyễn Văn Bứa tiếp tục khoảng thêm 2 km nữa, mình sẽ gặp một cái cầu gọi là cầu lớn. Cầu lớn này bắc qua kênh An Hạ. Hiện tại là Nhân đang đứng tại cầu tên là Chính nha cả nhà, hay còn gọi là cầu nhỏ đó. Thì nãy mình mới vừa qua cầu lớn rồi. Thì trước mắt của cả nhà, nếu như mình qua cái cầu này thì bên kia nó thuộc huyện Đức Hòa của tỉnh Long An, còn cái chỗ mà Nhân đang đứng bên đây là nó thuộc của huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Còn bên tay trái là của Bình Chánh, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh luôn. Chỉ cần mình qua cái cầu thôi là nó giáp ranh giữa Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời mọi người đi tiếp nha. Rồi bây giờ là cả nhà mình đang đứng tại ngã ba Mỹ Hạnh. Thì nếu như cả nhà mình rẽ bên tay trái nha, hoặc là chạy thẳng đó, là mình sẽ đi đường tỉnh lộ 824, mình đi thẳng về thị trấn Đức Hòa rồi về thị trấn Bến Lức của tỉnh Long An. Còn nếu như mình rẽ bên tay phải nè, tay phải là đường tỉnh lộ 9, thì từ ngã ba Mỹ Hạnh này mình rẽ tay phải, mình chạy khoảng 6 km là mình sẽ gặp khu cát tường của sinh. Rồi xin mời mọi người. Cát tường Phú Sinh. Nhân nói thiệt luôn á, cái này là đúng ăn ở luôn đó cả nhà. Cứ mỗi lần mà xách xe chạy đi quay hoặc là đi làm gì đó là trời mưa. Và bây giờ thì Nhân dẫn cho cả nhà mình đi vô tham quan công viên 7 kỳ quan thế giới nha.
trước mắt của cả nhà là một trong những cái kỳ quan nổi tiếng nhất thế giới và là một trong những cái điểm nhấn nổi bật nhất tại khu bảy kỳ quan thế giới này, đó là tháp Eiffel. Rồi mời mọi người tiến lại gần hơn nha. Ở đây ban ngày thì mình thấy vậy thôi nha cả nhà, chứ ban đêm thì công ty có bật đèn lên, mở đèn nguyên một cái dàn tháp này với cả một cái khu nguyên công viên của mình luôn, nhìn rất là đẹp và rất là lung linh luôn. Ở đây mình thấy mấy các bạn selfie rất là nhiều ha. Ở đây có những cô chú lớn tuổi đi xem đất. Còn trước mặt của chúng ta, trước mặt của tất cả những người khách hàng là một trong những cái cầu đẹp và độc nhất tại nước Anh nha mọi người. Cầu tháp London. Và hiện tại bây giờ là chúng ta đang đứng tại quảng trường đỏ của Nga. Và trước mắt của cả nhà đó là nữ thần tự do ở New York. Mới hồi nãy thì mưa, còn bây giờ thì nắng. Nắng qua đó là nó nóng, rất là nóng. Và mồ hôi thì nó chảy tùm lum la cho cả nhà. Và trước mắt của mình là kêu bằng cái gì ta? Cái gì? Dạng Lý Trường Thành ở bên Trung Quốc. Mà do cái lý do là làm hơi nó nhỏ quá cho nên là mình không có nhận ra được. Nhưng mà thật sự đó là Vạn Lý Trường Thành. Cả nhà mình á thì giàu á thì ăn mì Ý, còn nhân nghèo á thì nhân sẽ qua Ý để ăn mì. Và trước mắt của tất cả người khách hàng mình là tháp Nghiêng ở Ý. Thật sự là không tin nổi, chỉ trong vòng có mấy phút đồng hồ thôi mà nhân đi tới bảy kỳ quan thế giới. Và bảy kỳ quan này là bảy kỳ quan nổi tiếng nhất thế giới nha cả nhà. Và trước mắt của mình là đền Taj Mahal ở Ấn Độ. Bây giờ là Nhân đang đứng ở trên nóc của Vạn Lý Trường Thành. Thì thật sự mà nói là khi mà quay á, nó ngược sáng thì không có thấy được cái mặt. Nên là bắt buộc lúc nào cũng phải đưa cái mặt vô ánh mặt trời. Nên là quay mới có mấy bữa nay thôi mà cả nhà mình thấy cái mặt là giống như là ông táo luôn. Thì Nhân review cho tất cả các khách hàng xem được một vòng của công viên kỳ quan thế giới tại khu Cát Tường Hữu Sinh. Thì chủ yếu và mục đích của Nhân là hôm nay Nhân giới thiệu cho tất cả người khách hàng bên công ty tập đoàn Cát Tường Group thì chuẩn bị bán một cái đợt mới. Hiện tại là Nhân đang đứng tại lốc nhà K1 của đợt 10 của sinh thái Cát Tường Hữu Sinh. Thì như trước mắt của cả nhà mình là mình thấy hạ tầng bên công ty đang làm, thì bên đây là bao gồm có khoảng chưa tới 100 lô. Thì có những cái bạn là rao bán là đợt 11 nhưng thật sự không phải là vậy, nó chỉ là một cái đợt kế tiếp theo thôi. Bởi vì nếu như công ty mà bán đợt 11 thì chắc chắn sẽ bán vài trăm nền, tức là ít nhất phải rơi vào tầm khoảng 500-600 nền trở lên mới gọi là đợt 11. Còn ở đây công ty chỉ mở bán thêm một đợt nữa thôi, bởi vì thật sự là bây giờ cái giá, nghe nói cái giá thẳng cho mọi người là nó khoảng 11 triệu rưỡi cho tới 13 triệu rưỡi. 1,5 triệu là những cái lô bình thường, những cái lô phía trong thôi. Còn trục đường chính hoặc là những cái lô gốc thì nó khoảng 13 triệu tới 13 triệu rưỡi một mét vuông. Thì bây giờ khu này nếu như người khách hàng mình muốn tham quan thì hoặc là muốn mua, muốn giao dịch thì cứ alo cho Nhân, Nhân dẫn đi xem thôi. Chứ bây giờ cũng không biết nói gì hơn, bởi vì cái giá thì nó cũng khá là cứng rồi. Thì đối với lợi thế là khi người khách hàng mình mua đất này thì thuộc vốn công ty luôn, cho nên là người khách hàng mình chỉ trả 50%, còn lại 50% thì mình sẽ góp trong vòng 24 tháng cho tới 36 tháng, tức là từ 2 năm cho tới 3 năm. Thì nếu như mình không có tiền, mình có thể mua, trả 50 để số tiền còn lại mình góp thì nó cũng nhẹ thôi. Thì những cái lô nhỏ khoảng 4-14, thì khoảng mình cứ nhân lên giá mét vuông khoảng 11 triệu 500 ngàn một mét vuông. Rồi xong thì mình cứ chia cái 50, trả 50 còn 50 mình góp. Rồi mời mọi người tham quan hết.